ASEAN, hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Thì ở nhà ngày trước thì em cũng hay lấp lỗ. Không, tại đi đồng á, trồng cây ấy thì cuốc lên xong là phải vùi để lấp lỗ. Thì ngày hôm nay em sẽ lấy lại cái kinh nghiệm lấp lỗ ngày xưa đi trồng cây ở nhà. Để rồi. Em lấp 4 lỗ đúng không anh? 4 lỗ. Rồi chạy đi. Đúng rồi. Rồi, chạy về nhanh lên nhanh. Chưa, nó chưa có tràn ở đâu sợ. Chạy về một lên đi. Đúng rồi, chưa, nước chưa lên lỗ. Chạy nhanh lên. Nước nó chưa có ra cái chảy ra cái lỗ nên chưa có gì hết á. Đó, nó chuẩn bị rồi đó. Nhanh lên. Nhanh nhanh. Rồi, bắt đầu rồi đó. Thi. Lắp lỗ đi. Đúng rồi. Lắp cái lỗ nó lại. Tiếp tục. Nhanh lên Thúy. Có 2 phút rồi đó. Em chạy nhanh lên. Bên đây, bên đây, bên đây nè. Bên đây. Đó. Thôi thôi. Nhanh lên. Đổ vô cái lỗ hũ cho bay đổ người qua nha. Đây. Cái lỗ bên đây nữa nè. Ê, nhiều lỗ quá. Đó. Nhanh lên Thúy. Trời ơi, thấy Toàn Hiệp pha quá. Đổ nước chứ phải đợt coi chừng đổ vô mặt đó. Trời ơi, nhanh lên. Càng nhanh càng tốt nào. Nhanh. Đó, nó bật hết các lỗ rồi. Trời ơi, coi chừng đổ vô mặt đó nha. Nhanh lên, đổ nhanh. Đổ cái ào vô luôn. Nhanh lên. Cố lên nào. Trời ơi. Đó, lên con trời chỉnh nữa. Đổ coi chừng nguyên cái xô vô mặt đó đó. Cẩn thận nha. Nhanh lên. Ráng đi. Còn có xô hai xô nó đầy rồi. Đổ. Xô nữa, gần rồi. Nhanh lên. Cố lên. Trời ơi, này là chịu đám ăn xôi nè. Tao nói là chịu đám ăn xôi đó. Ráng lên. Ráng chút xíu nữa. Nó chạy ra ngoài. Ê, chưa. Đi. Trời ơi, hay quá vậy. Bách phát, bách trúng luôn. Qua đi, đó, đúng rồi. Vô nào. Mạnh lên. Trời ơi, hay quá. Để vậy sao nó vô. Trời ơi. Về lại. Cố lên, hay quá, về mặt cho Khoa. Ráng lên Thúy. Ráng lên nào, đúng rồi. Mạnh lên. Trời ơi, hay quá. Quá hay quá rồi, chơi đi kìa. Còn kìa, tiếp tục kìa. Đó, sao cho nó vô cơ. Trời ơi. Ủa sao hay như vậy. Ủa là trời. Thắng rồi kìa ơi, thắng rồi. Thôi nghỉ chơi, nghỉ. Nghỉ chơi đi. Chơi gì hay dữ vậy trời. Đây, mở lên. Đây sẽ là một thử thách rất là quan trọng cho gia đình em Khánh. Thử xem mình sẽ được nhặt lại không sao hết. Cố gắng lên. Nhanh lên, mình thử sức đi. Khó nhất rồi chúng ta đến dễ nhất cũng được. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu bằng những điều khó nhất. Đó, được rồi. Rất là tốt. Cố lên nào. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng những điều khó nhất. Nếu chúng ta vượt qua nó thì không có điều gì khó hơn cả. Đó, cố lên nào. Mà càng khó chúng ta phải càng chinh phục được nó. Đúng rồi, nhanh lên. Cố lên nào. 1 phút 10 giây. Cố lên. Chưa được, để đó. Nào, trời ơi. Tiếp tục đi các bạn. Thử xem độ khó của nó như thế nào. Nhanh lên. Rồi, khó. 1 phút rưỡi tôi sẽ dời lên đây. Trời ơi. Cố lên. Khó quá ha. Cái gì vậy? Cố lên. 2 phút rưỡi. Nhanh lên. Trời ơi. Gì? Trời ơi. Cố lên. Đúng rồi. Nhanh lên. Cố gắng lấy thật nhiều. Ráng lên, ráng chút xíu nữa nào. Thời gian 1 phút 30 giây của Linh sẽ canh cho đúng nào.
Ôi trời ơi. Chuẩn bị gom nhá. Chuẩn bị gom cây kìa. Nào. Nhanh. Không có một cây thôi. Mà Phong Khoa vẫn là người đi đầu trong cái việc thử thách này. Đi lượm cây đi, lượm cây đi. Hay quá Mạc Văn Khoa. Lượm nhanh lên cho chú Khoa, chú Thầy cũng được. Cố gắng nhanh lên. Cố gắng. Nhanh nhất có thể. Rồi. Rồi con lượm tất cả những cái cây mà ra ngoài cho chú Khoa với lại cô Thúy thấy cho nhanh. Nhanh lên. Đây là cơ hội được chinh phục đây. Lượm đi con, mau lên. Lượm đưa chú Khoa mau lên. Nhanh. Còn 5 cây cuối cùng. Đi đây, đi đây. Nhanh lên. Bây giờ mình bỏ thôi chứ mình không có ai nữa rồi đó. Ôi trời ơi, cố lên. Đưa lên chú. Nhanh lên, nhanh. Đưa cái cây ngang đây con. Nhanh lên. Hình như... đây. Trời ơi, nhảy ra ngoài á. Hồi hộp quá. Ôi trời ơi. Đưa đây chú, đưa chú. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Bình tĩnh đúng thôi. Rồi. Đúng rồi, hên xui nhưng phải nhìn thẳng vào nó nha, tập trung vô. Cố lên. Không được rồi. Sao rồi, sao rồi. Hay quá Khoa. Trời ơi. Nhanh lên nào. Đó, trời ơi. Cũng gần được rồi. Nhanh lên. Thúy lực. Tập đi. Bây giờ là chúng ta nhặt hết tất cả những cây nào đó mà nãy giờ để tiếp tục thực hiện thử thách của mình. Lượm đi con trai. Hay quá Khoa. Vẫn là Mạc Văn Khoa. Xuất sắc, mặc dù rất là xa. Nhưng... hay quá. Hay quá Khoa. Vẫn là sự nỗ lực và cố gắng của cả ba thành viên. Hay quá con Nguyên, được rồi đó Nguyên. Lượm đi. Rồi lượm đi, lượm đi, lượm đi. Cố lên. Lượm đi con. Cố lên nào. Ráng lên. Ồ, ra ngoài rồi. Ráng lên. Chỉ còn có mấy cây nữa thôi. Không được rồi. Cây cuối cùng, lỗ này này, lỗ cam. Lỗ cam, lỗ cam. Lấy đi, bên đây này con, bên đây cái màu đỏ. Bình tĩnh, bình tĩnh, lỗ cam, lỗ cam. Yeah. Di chuyển. Đây. Bỏ vào cái bàn game này. Mình di chuyển nó vô cái lỗ là xong. Trong 5 lỗ đó có 5 quả bóng là xong. Là được chặt ở đây đúng không anh? Đúng rồi đó. Bây giờ mình lấy nhiều nhiều bóng chút xíu đi. Rồi mình làm luôn lượt cũng được. Trời ơi sao mà. Đúng rồi. Để trước em để bóng đây nhá. Em gom bóng, em gom bóng cho. Giữ thăng bằng hai cái chân này nè. Đó. Đúng rồi. Quá. Quá. Trời chạy khó lắm. Trời. Rồi vậy là rất quá rồi đó. Đổ chỗ. Nhanh lên. Để em cho, để em cho. Cái này khó lắm. Rồi. Nè. Đó, Khoa nó bình tĩnh hơn nè. Đó, đúng rồi Khoa. Đó, nhẹ nhàng quyến rũ nào. Lắc nhẹ thôi. Qua. Nhẹ nhàng luôn. Nhẹ nhàng, chậm chậm thôi. Vô. Đó. Nó vô ngon lành cái coi. Ráng coi. Đi. Vô. Ráng coi vô có đẹp cái coi. Vô. Ráng coi. Vô. Nhanh lên. Vô. Hay quá. Vô. Rồi, ráng đi. Hay quá anh ơi. Ráng đi. Anh đứng đối diện em để em lấy tinh thần. Ủa, ba trái rồi, rớt ra ngoài, ba trái rồi. Lắc nó nhẹ quá.
Nhẹ qua. Nhẹ qua coi. Nhẹ nhẹ. Lắc lắc rung rung. Wow. Trái cuối cùng. Một trái cuối cùng. Qua đây, đúng rồi đó. Từ nhẹ nhẹ anh nhẹ anh ơi. Rồi từ. Tôn hoa sen hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt.